Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 25 tháng 10. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị do Ban Cụm đô thị Tây Nguyên năm 2024 với chủ đề xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững. bàn giao công trình giếng khoan cho điểm lẻ trường mầm non Hoa Sen. Sáng 25 tháng 10, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2023, Đắk Nông có 8.838 hộ nghèo, trong đó 6.419 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 72,63%. Có 1.907 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất. Việc ban hành nghị quyết hỗ trợ đất sinh hoạt, đất ở, đất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số là cần thiết góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, thoát nghèo và cụ thể hóa luật đất đai 2024. Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số theo luật đất đai 2024, đồng thời đề nghị làm rõ đối tượng, nguồn lực thực hiện, lộ trình và quy định chặt chẽ để tránh việc bán đất sau khi cấp. Sáng 25 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành để tổng kết công tác xã hội hóa trong việc kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 đến 2023. Tại Đắk Nông, giai đoạn 2013 đến 2023 có 25 cơ sở giáo dục ngoài công lập được xây dựng với 161 phòng học. Toàn tỉnh có 32 phòng công vụ cho giáo viên được xây dựng với tỷ lệ kiên cố hóa tương tự. Tổng kinh phí xã hội hóa cho việc đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ khoảng 2.965 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành giáo dục các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách và chương trình đã ban hành để thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào xây dựng, kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên. Sáng 25 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng, quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 đến 2027. Thực hiện đề án 1371, tỉnh Đắk Nông đã phát hành hơn 30.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng hơn 1.000 xuất quà cho gia đình chính sách, người có công, gia làng, trưởng thôn và hộ gia đình khó khăn. Tổ chức chương trình điểm tại xã Đắk Lờ mang huyện Đắk Long và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức với nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, kết hợp giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giúp nâng cao nhận thức và vận động người dân chấp hành pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả, phân tích những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp để triển khai đề án 1371 hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 10, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa tổ chức hội nghị giao ban cụm đô thị Tây Nguyên năm 2024 với chủ đề xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Cụm đô thị Tây Nguyên có 9 thành viên gồm: thành phố Gia Nghĩa, thành phố Kon Tum, thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Buôn Hồ thị xã Ayun Ba. Năm 2024, các đô thị khu vực Tây Nguyên đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Nổi bật là kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang. Môi trường đô thị cải thiện, quản lý trật tự, văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các tỉnh áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và phát triển đô thị. Hội nghị đã bình xét, bầu chọn 4 đô thị tiêu biểu gồm thành phố Con Tum, thành phố Bảo Lộc, thành phố Giang Nghĩa và thị xã Buôn Hồ để đề nghị Hiệp hội các đô thị Việt Nam xem xét biểu dương, khen thưởng. Ngày 25 tháng 10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp cụm thi đua số 4, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao công trình giếng khoan tại điểm lẻ trường mầm non Hoa Sen, phường Quảng Thành, thành phố Giang Nghĩa. Hiện điểm lẻ trường mầm non Hoa Sen có 2 lớp học với 40 học sinh. Do không có nước sạch, nhà trường phải xin từ các giếng đào của các hộ dân xung quanh và tự mua nước đóng chai để sử dụng. Xuất phát từ khó khăn về cung cấp nước sạch, phục vụ cho học sinh và giáo viên tại điểm trường, Hội chữ thập đỏ tỉnh và cụm thi đua số 4, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã vận động tài trợ xây dựng giếng khoan. Tại lễ bàn giao công trình, các đơn vị đã tặng quà gồm quần áo mới, đồ dùng học tập, bánh, kẹo, sữa cho các cháu tại điểm trường Hoa Sen với tổng số tiền 60 triệu đồng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại